Nếu mình còn Quả có nào cái gì đó. quả nào ngon em theo em quả nào ngon. Rồi cảm ơn em. Bạn tên là gì? Dạ Mỹ ạ. Mỹ à? À Mỹ có người yêu chưa em? Dạ chưa. Ồ thế bắt chồng không em? Dạ có. Đây, tay đây bắt đi. Ôi bắt thật. Xin chào quý vị, ngày nay một cái video nhỏ mình vào bản cùng với anh Xuân Thiệu TV. Anh đang làm nội dung bạn ghi hình một ngôi nhà. Tuy nhiên sang bên này mình thấy mấy bạn trẻ đang hái đào. Mình quay lại một chút các bạn nhé, cây đào trên bản. Nếu về nói về vùng cao Việt Nam mà nhất là trên bản người Hơ Mông thì các bạn có thể hình dung đó là bài hát Xuân về trên bản Hơ Mông, gắn liền với mùa xuân và sắc xuân ở trên vùng cao, đó chính là hoa đào. Đào rất là đẹp, quả cũng rất là ngon các bạn nhé. Trong bạn hái xong là mình xin một quả bạn xem. Đào có nhiều loại đào. Và mình đang ghi hình đây là khu vực Mèo Vạc, Hà Giang. Đó. Hướng máy quay của mình ra đây một tí nữa, các bạn có thể nhìn thấy một cái cảnh vô cùng hùng vĩ từ bên này. Đó. Sang bên kia sông Nho Quế, đó chính là địa phận của tỉnh Cao Bằng. Đó. Bên mép bên này chia cắt bằng một cái dãy núi. Chia cắt bằng dãy núi thì đó là địa phận của tỉnh Hà Giang, cụ thể là Mèo Vạc ở chỗ bên này. Và ở đây thì chính gọi là mép vực các bạn ạ. Kinh tế mọi thứ ở đây chủ yếu gắn liền với cây ngô, và cây ngô thì cũng chỉ được một vụ thôi các bạn. Này ngã xuống đây thì không còn gì luôn. Nó làm mình liên tưởng tới chia cắt giữa biên giới Trung Quốc và Việt Nam ở khu vực Mường Khương của mình với Vân Nam Trung Quốc các bạn. Và đây thì trong cái chuyến đi của mình thì mãn nhãn. Rất là nhiều những cảnh đẹp hùng vĩ. Và thấy được là con người ở khu vực vùng cao Hà Giang này, người ta sức sống mãnh liệt như thế nào. Ô, ô, ném xuống à? Không cho vào túi quần được à? Bạn kia mặc váy leo cây có sao không? Hả? Không sao đâu gì? Ồ. Không sao đâu đúng không? Ở trên đây một thiếu nữ nữa đang quấn lanh này. Đó. Uầy, ném xuống đây hỏng hết. Cho vào túi quần đi em ạ. Thiếu nữ ở đây trèo cây tôi đã... Ôi! Oai! Dụng như sung! Hái cho anh xin một quả! Anh xuống bên dưới gốc xong là được không? Oai! Bạn trẻ kia leo lên trên kia kìa. Dụng kìa.
Ở dưới này thì có những cái ngôi nhà bé tí ở bên mép vực rồi các bạn, là bằng tôn và lợp bằng pro. Uầy, này vỡ hết em ơi. Tiếc quá, để mình xuống nhà đi. Hey, cho anh xin quả nào. Uầy, một chùm thế à? Nhưng mà xa thế sao lấy được? Cao thế là lấy được. Quả đào to mày này mà. Này phải à. Bạn tên là gì bạn? À, Mỹ. Đây là cây đào của Mỹ à? À. Đào khá to. Nhưng mà nó bẩn mất thôi. Dưới này có mấy quả này. Wow, quả này nhìn xuống không bạn? Phê không? Mấy quả này ngon thật. Quả này mình phải cắn mới được. Mặc dù hơi bẩn nhá. Dưới đất bẩn. Này, dưới đất bẩn nhá anh mới cắn này. Quả ngon thật. Ngọt, giòn. Và quả đào này hiện tại nếu mà bán ở Bắc Hà của mình ấy, nó cũng cỡ khoảng 60.000, từ 30 đến 60.000. Dao động các bạn. Tùy vườn, quả to hay như nào. Bạn này leo cây tốt thật. Có bắt trồng không em? Ở đây có bắt trồng không? Không bắt à? Tưởng bắt thì bắt anh đi. Ở đây anh hái đào cho. Cảm ơn em, chốc anh lên đi. Anh lấy quả này rồi. Ừ, đây đây, thế mình cho bạn này. Quả này phải rửa này. Đây đây. À. Cho anh chụp này à? Wow, đào của em to nhỉ? À. Cảm ơn nhá. Ừ. Cho anh lên nhà chơi được không? Ừ. Quả này thật sự ngon. Em gái đang nhặt này. Bạn trai kia bạn rung phát. Đây có bán không em? Không bán à? Để ăn thôi đúng không? Sao lại ngày mai người ta không cho ăn? Nhà của bạn đây. Anh lên chơi với được không? À không, anh muốn lên nhà. Được thôi đúng không? Mình đang dưới đường này cơ. Này, một quả này. Bạn ấy ném này nhưng mà không lên tới sân nhà. Bạn nào đang leo xuống này. Và ở đây người ta canh tác chủ yếu là cây ngô. Đấy, đồng bào thì ăn mèn mén. Đây là dưa. À, dưa với anh Thiệu thì đang quay trường hợp bên này các bạn nhé. Thì để các anh ấy làm nội dung giúp gia đình. À, trong nội pháo thì khái quát qua một chút quanh bản. Hoặc là những hộ ở đây. À, thấy bạn nữ kia cũng khá là tươi cười. Đó. Cho quả đào để mình rửa cho mình vào nhé. Quả này chắc phải gọt đi, rửa không hết được. Nhà thì mình không vào đâu, có cái mép mép này, hành lang này mình vào. Đó, và từ bên này các bạn có thể nhìn thấy mép vực. Vực đây các bạn. Đấy, qua sông Nho Quế sang bên kia. Đấy, địa hình chia cắt bằng một con sông.
khiếp. Ở đây thế vẫn có người sinh sống tồn tại. Xin chào nhá. Chào bà. Ô, bạn kia lúc nãy đâu? Đây này, vừa nhặt được quả này. Không 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 có dao để gọt à? Có. À đấy, úi giời, anh đang mắc cái gì rồi? Đây đây, quả này gọt đi này. Không, anh có một quả rất sạch rồi, anh không cần gọt đâu. Đây. Đó. Chào em bé. Đây bạn vừa cho bà quả đào đây, cảm ơn em này. Rồi anh lấy một quả thôi. Có nhưng mà anh không, anh lấy một quả chứ. Quả ngon chia đều cho anh xin một quả. Quả nào ngon em theo em quả nào ngon. Rồi cảm ơn em. Bạn tên là gì? Mì à? À, Mì có người yêu chưa em? Ồ, thế bắt chồng không em? Dạ có. Đây, tay đây bắt đi. Ôi bắt thật. À, ờ thôi thôi. Bắt dở dang đấy. Đây, cho ra đây lấy dây thừng bắt đi em. Em qua cái ạ. Rồi anh đứng đây lấy dây thừng bắt bắt anh đi em. Ừ. À, giới thiệu một chút, ở trên này đó là một cái đặc trưng nữa của bà con đồng bào ở đây, đó chính là cây lanh. Người ta sơi sợi lanh các bạn, trêu các bạn một tí. À, bạn nữ này cũng rất là vui tính. À, một quả đào vừa xong nhé. Khả năng là mình mới ra ngoài đi vì có ánh sáng để quay đẹp hơn. Đó. Quả đào. Bé này lại lên dùng đi đúng không? Quả này của em ngon nhỉ? Tranh thủ vừa ăn đào vừa hỏi thiếu nữ Mỉ ở đây cái. Đây chính xác là nhà em đây à? Dạ, không phải nhà em đâu. Nhà em gái á? Ủa thế em đến đây chơi. Thế nhà mình ở tận đâu em? Trên kia. Trên kia. Anh hỏi một tí, bây giờ mình đến đây rồi, còn bà con mình vẫn trồng ngô đến tận bên dưới sông. Dốc thế vẫn trồng được. Ôi, thế không sợ ngã à? Không. Nương ngô của em cũng ở đây luôn. Bây giờ anh xin mấy bắp xong là luộc ăn được không em? Đây à? Vâng. Anh đang đói, thật sự đói mà. Thật đấy. Nương này là nương của ai, có phải nương nhà mình không? Nương nhà em. Đúng rồi. Nhà mình ạ. Nhà em à? Vâng. Cái bắp này nên ăn chưa ấy nhỉ? Đói quá. Đi theo anh Thiệu tầm giờ này, giờ trưa rồi các anh ấy vẫn đang ghi hình. Em biết hai anh kia không? Ừ. Ăn quả đào chống đói vậy. Đói tiếng Mông là gì em? Đói tiếng Hơ Mông là gì? Quay, say pra. Tức là như nào? Dạ. Tức là anh rất là đói à? Bảo là anh này rất đói à? Như nào? Ô, anh hình như có máu đúng không? Vâng ạ. Đây à? Vâng. Ô. Anh lại nhìn em hái đào thế là trượt chân ngã. Anh ngã ở đâu? Ngã ở hòn đá kìa. Ờ rồi anh xin. Cả quả thôi anh. Anh cần hết đi. Em mời mọi người đi. Đây. Bạn ấy gọt mời mình. Đào. Ờ em dai qua đấy à?
Có mỗi chỗ này treo leo quá các bạn này. Đó. Treo leo chỗ này sáng nhất, vào trong nhà lại tối. Bà ơi, con mời bà đi. Bà ăn miếng cùng con. Đó. Đúng rồi. Bé làm miếng đi. Mời bạn mì đi này. Đây em bẻ một miếng anh miếng. Ok cảm ơn em. Đào này chắc ngon lắm. Đào giòn lắm các bạn, ngon. Nhà em bên này à? Tí bữa nay anh cũng ra mà. Không phải chờ luôn các anh ra cùng. Nhà này là nhà của ai hả chị? Chị nào em nhỉ? Chị nào? À, hai nhà là một đúng không? Một chủ đúng không? Tức là nhà cũ này. Ờ. Ừ, xây cất xong rồi là để lại chứa đồ các kiểu thôi đúng không? Ừ, mình thấy ngô bên kia là để đấy, thái ngô để cho con bò đúng không? Có nhà có nhiều bò không bạn? Nhiều ngò không em? Chị gái ruột của em à? Em gái của em à? Ôi, chị chưa lấy chồng mà em lấy rồi. Chị, em ruột. Ồ, hay nhỉ. Căng. Thế thì xin phép hỏi Mỹ, mất lịch sự thì bạn Mỹ là sinh năm bao nhiêu? Dạ, 2007 ạ. 2007? Vâng ạ. Trẻ, quá trẻ. Thế còn bạn này? Em gái em sinh năm bao nhiêu? 2009 ạ. 2009? Vâng ạ. À, lấy chồng ở đây. Ok. Mình vào thăm ngôi nhà một chút. Đó, các bạn đang rất là rụt rè. Nào cưới mời anh nhá. Vâng ạ. Hôm nay được ăn đào của em hái tuyệt vời đấy. Mình sang cùng với các anh Xuân Thiệu một tí. Vâng ạ. Hay là chờ anh cùng về luôn? Vâng ạ, kém. Thế là chui ngô về đúng không? Qua vườn ngô về. Đây các bạn, cái chuyến khám phá và đi vào bản chơi của mình. Một cái hình ảnh các bạn xem là những hộ dân người ta sống ở trong những vùng đất, những cái địa hình vô cùng khó khăn. Đá không rồi, và chơi vơi bên mép vực, nước uống thì hứng, đó, nước mưa, tét nước, và có bể rất to đằng kia nữa, trông nữa thì mình sẽ ghi hình lại. Đằng này ngó nghiêng một tí nữa các bạn nhé, không sang bên cùng anh Xuân Thiệu, đó, từ bên này nhìn, bạn nhìn thấy cái cao nguyên đá hùng vĩ không? Mấy anh kia đang quay, anh ở đây chờ, nói chuyện bạn Mỹ tí. Anh hỏi Mỹ này, ví dụ như ở đây người ta ốm. Ốm thì như nào em? Di chuyển kiểu gì? Khênh võng đi à? Nhớ nhầm bệnh nặng. Bệnh nặng á? Ừ. Bệnh nặng cũng ở nhà thôi. Bệnh nặng cũng ở nhà thôi? Ừ. Ồ, không đi bệnh viện chữa hả em? Không ạ. Thế ví dụ là đau ruột thừa hoặc là đau đẻ như nào? Vẫn ở nhà? Vâng. Ồ, em có hình dung ra là những cái bệnh anh đang nói đó là rất là nguy hiểm đến tính mạng không? Hiểu lắm thì đi viện. Đi viện? Vâng. Tức là khênh võng đi à? Khênh võng ra nên đường lớn xong là mới đi được đúng không? Trong cái trường hợp ví dụ như anh nói rằng là cái đường này không đi xe máy được. Vậy thì những bạn, ví dụ em gái của em ấy sinh em bé thì thế nào? Sinh ở nhà hay là bệnh viện em? Bệnh viện ạ. À, cũng đi bệnh viện? Ừ, thế chứ. Thế còn bạn, em gái lúc sinh em bé, em bé nhà bạn này bao nhiêu tuổi rồi em? Bao nhiêu tháng rồi? Dạ chưa. Hả? Dạ chưa lấy chồng đâu mà anh. Ơ, bạn này mà, em gái em mà. Vâng, nhưng mà em gái chưa lấy chồng đâu mà. Chưa lấy chồng đâu gì? Vâng. Thế mà em bảo lấy chồng ở đây. Ơi, không phải đâu. À.
Như thế em với bạn ấy là hai chị em ruột thì phải ở cùng nhà chứ? Cùng nhà mà. Ra đây chơi thôi ạ. À, sang đây chơi. Ồ, anh cứ tưởng là lấy chồng ở đây. Không phải vậy. Nhầm tưởng như vậy. Hóa ra không phải. Hôm nay treo đào, à, treo đào nước vô không? Vừa treo đào đấy. Ồ. Vừa treo mà. Đấy, trên núi này có cái tay nghề rất là khéo léo anh ạ. Đấy, em xin. Con gái, các chị em, hai em bông hoa bây giờ đây. Đâu? Anh A Pháo bảo là con gái cho nên là phải chia sẻ. À ừ, anh xin nhá. Nhưng mà nếu mà chú cho thì không, anh không lấy đâu. Nhưng mà thế thì hai em này cho thì anh phải lấy rồi. Xong chưa anh? Hả? Xong chưa? Xong rồi. Miếng này là miếng ngon nhất đấy, nhà anh. Ôi ngon. Em tên là Mỹ. À Mỹ. Em Mỹ mà. Ừ, em ấy. Mỹ em... này là Mỹ, Mỹ Nương hả? Mỹ Nương ấy. Mỹ Nương. Ừ, ngon. Đấy, em ấy hái, lên leo lên hái đấy. Thế ví dụ không ăn thì cũng lại tiếc cho cái công của em leo nhỉ. Đấy. Ừ. Nhưng mà đi vào nhà cái đã. Ừ. Để anh đứng ở đây đồng ra là rốn hết cả chân này ngã xuống đây bây giờ. Cái đầu cái rất là cao. Vào nhà đi hay anh? Hả? Vào nhà đi. Ờ. Ngon quá. Ngon thế. Cái này ăn đào cả ngày không biết chán. Rồi. Đào này đào nhà em Mỹ à? À không ạ, nhà em này. Thế này nhà anh kia thì... Do hay... Cái này cũng do người gọt đào ấy. Hay chị em vừa mới đi ăn trộm đi. Mới đi ăn trộm về á? Vâng. Đây anh Xuân Thiệu ơi. Oh. Anh ơi, nếu mà đi ăn trộm về anh thấy có ăn đấy, một tính bắt nạt đấy. Không có đâu. Em đàng hoàng nhớ ban ngày ban mặt ai đi ăn trộm. Thế là leo lên cây hái đàng hoàng chứ. Hái công khai không ăn trộm cả. Không phải ăn trộm gì ở đây. Em Mỹ lâu lâu không gặp rằng là nhìn lớn hẳn lên. Đây là nhà bạn đấy à? Hả? Đây là nhà bạn Mỹ đấy à? Bạn hoặc bạn. Nhà bạn của bạn. À. Mỹ bảo là đây là em gái. Ừ. Em thì không tin. Hai chị em thế là nhà này là của em gái này đúng không? Đấy, còn em Mỹ thì nhà ở trên kia cơ. À, lúc anh em mình đi qua đằng sau ấy. À, đây này anh Thiệu ra vấn đề ngay. Nhà có hai ba cô tiên nữ ấy. Là tiết cá đấy. Đúng rồi, những bông hoa của núi rừng ấy. Thúy Kiều. Vừa xong thì bạn bảo giới thiệu đây là em xuống, em gái ruột của em Mỹ. Em gái ruột á? Ừ. Có phải không nào em Mỹ? Đấy, em đã nói phải rồi. À. Lâu lắm không gặp em Mỹ. Dạo này đi em đi làm cái gì ở đâu hay sao à? Ở nhà thôi. Ở nhà á? Vâng. Ở nhà có gặp bao giờ đâu. Cứ lúc nào vào đây cũng gặp em ngó để gặp thấy em cái nhưng mà cũng không biết là đi đâu ấy. Cái này ngon không? Cái quả này ngon Mỹ? Có á? Vâng. Đào em Mỹ hơi ngon đấy. À, đào em Mỹ hả? Ừ. Đào của em Mỹ thì chẳng hơn. Đào nhà em Mỹ thôi. Đào nhà em Mỹ. Đào của nhà em Mỹ thôi chứ không phải đào em Mỹ. Đào em Mỹ với đào nhà em Mỹ khác gì nhau? Dìa này. Cố mà ăn đi em ạ. Anh thích suy nghĩ của em đấy nhưng mà không phải. Toàn lệch lạc đi à? Không phải. Đào này. Bởi vì là năm nay ấy, anh em cho mình đi vào bản rất là đói do là đi cả ngày mà không có quán xá gì luôn. Đây là may hôm nay gặp tính nên không về mới về được. Đúng rồi, may hôm nay gặp em Mỹ đấy nhỉ. Đúng rồi. Em Mỹ đi hái thật đấy, không phải đùa đâu. Thật à? Thế đấy em cùng em Mỹ đi hái à? Hái em mà đây. Ôi giời. Chảy máu rồi. Trời ơi. Xước hết cả đầu kiểu tay rồi ấy. Đấy thảo nào đào có giá trị đặc khai. Thế này khả năng là ăn quả này xong này say quên lối về mất. Không, quả này đang định bảo là thôi lên đây chờ các anh thôi, thế bạn ấy chỉ leo lên hái. Hả? Làm sao? À thế thì anh em mới thôi. Nhớ đi nè. Em có phải là cũng mà. Hay gì mua lắm. Hả? Mua lắm. À em. Quả ngon. Ăn được lạnh à? À em Mỹ đã bảo là anh A Pháo sao bây giờ mới thấy. À. À. Đấy bắt anh làm chồng rồi. À, anh chả. Có bắt không? Có bắt không? Có, gì? Cầm tay rồi. À, cầm tay rồi gì? Thế là bây giờ là không cho anh ấy về rồi đúng không? Không. Không, bây giờ em phải ở đây ăn vạ. À. Thế là bây giờ em mình là phải có trách nhiệm với anh A Pháo à? Đúng rồi. Oh. Thế là bây giờ anh A Pháo chỉ thiếu gọi là cái chế rượu nữa thôi là được rồi đấy. Vừa nãy cầm tay lôi mình đi nhìn sạch thì bây giờ từ chối trách nhiệm. Ê, rõ ràng như vậy có người lớn chứng kiến hẳn hoi. Ê, cái vụ này là hơi căng rồi. Nếu mà mình cho em xin về nhá. Hả? Xin về á? Xin anh A Pháo về cái gì? Không phải thế thì bắt anh A Pháo lại bỏ anh A Pháo ở đây một mình ư? Không
Mai Huy. Ô. Mai Huy à? Hả? Mai. Ném cái gì? Mải nói chuyện với cô gái hái đào các bạn, giới thiệu các bạn biết đó là những cây lanh sau khi được đưa về phơi khô và tước các bạn ạ. Đó, bà con mình sẽ dệt thành những cái áo các bạn nhé. Đấy, động tác tước đây. Và thủ công nữa đó chính là có cái bàn nhỉ anh Thiệu nhỉ? Hả? Có một cái bàn hoặc một cái gì cái khung cửi đúng không? Đúng rồi. Khung có cửi cái khung cửi để dệt mà nhưng khung mà cửi để dệt. Ở đây thì cũng thấy các nhà chị gái này và chính là làm ra cái áo như vậy đây các bạn, áo màu đen như vậy. Đây là chính xác là vải lanh dệt ra đây này. Ừ. Đó. Và cái áo này có thể là mặc đến chục năm vậy nhỉ? Ừ, cái này chắc lắm. Cái này làm để ra một cái áo thì nó không hề đơn giản tí nào, rất là kỹ công. Thấm mồ hôi nữa. Đó. Và người phụ nữ Hơ Mông đi chăn trâu hoặc là đi làm gì đấy người ta cũng luôn luôn trên tay có những cái lanh như này, người ta vê thành quả lanh các bạn, quả lanh để dệt. Đó, để mình xem quanh đây có quả lanh được không, lại đi đường này về các bạn nhé. Thôi chào các bạn nhá. Ừ, rồi mình về đây. Anh ơi chắc về thôi nhỉ anh nhỉ. Phạt mấy con lợn đấy nhỉ? Bắt chồng rồi mà không chịu trách nhiệm này. Bắt chồng không đó là phải phạt lợn đấy nhá. Đi về đi. Anh ơi, mới ở đây chơi đi đã. Bây giờ anh về nhà em chơi thì chơi với ai? Anh làm gì có ai chơi đâu? Hả? Làm gì có ai chơi ở nhà em đâu? Ở nhà em ấy có nhiều người đang. Làm gì có ai? Thế ngó vào cái thế nào? Ê trời ơi, trò phí kìa thế này. Thế này anh về chắc nhớ lắm. Ôi đâu, về thôi. Anh quên say lối về mất. Anh em cũng lại vượt núi rồi. Mấy xíu, anh nhắn em rồi. Mùa chế nhá, xin chào bạn Mỹ nhá. Nhớ em thôi, cho biết sao đó đấy. Rồi các bạn, hành trình của mấy anh em mình sẽ ngược núi, đi lên nữa và về các bạn nhé. Khá là đói đi chuyến này với anh Thiệu, ăn được mấy quả đào của em Bỉ. Cảm ơn quý vị các bạn, một video ngắn theo chân anh Thiệu làm nội dung.